Lee Ha-nun Kwon nhan sắc trẻ trung đẹp tươi với lớp make ung sương sương trong chuyến đi đến Phú Quốc thế hệ đây. Cô cùng Bae Kyung thực hiện một vài chương trình tại đây. Lee Ha-nun chụp nhiều ảnh khi được đắm mình giữa thiên nhiên mây trời tuyệt đẹp ở Phú Quốc. Dân mạng yêu thích khi thấy người đẹp xứ Hàn check-in hòn đảo Ngọc. Người đẹp thử sức làm nhiều món ăn và còn viết bằng tiếng Việt, đây là chả giò và bánh xèo mình tự nấu. Trông ngon không nhỉ? Trước đó, cô đã có dịp tới thăm Hội An và đến biển An Bàn. Lee Ha-nun sở hữu làn da trắng mịn và gương mặt Barbie nhìn. Cô là người mẫu nội y được yêu mến hàng đầu của showbiz Hàn Quốc. Nàng thơ chính cũng là gương mặt quảng cáo mỹ phẩm đắt xô. Lee Ha-nun thậm chí còn được ưu ái với tên gọi thiên thần nội y Hàn Quốc nhờ gương mặt Barbie và thân hình nóng bỏng. Dù chỉ cao một vu miên nhưng cô gái 24 tuổi này có đường cong nuột nà vô cùng gợi cảm.